Với Bệnh viện 4, năm 2013 được đánh giá là năm có bước tiến dài về việc đưa vào áp dụng các kỹ thuật cao trong điều trị. Điều này đã khẳng định năng lực đội ngũ tay nghề của y bác sĩ bệnh viện, đồng thời cho thấy bệnh viện đang thực hiện đúng hướng lộ trình xây dựng bệnh viện hạng A trong thời gian tới. Sau một cú ngã, ông Phạm Đình Lương ở xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh bị gãy cổ xương đùi. Bác sĩ ở tuyến cơ sở xác định cần phải phẫu thuật, nếu không bệnh nhân có nguy cơ liệt, không thể đi lại được là rất cao. Được biết, Bệnh viện 4 đã áp dụng thành công cho nhiều bệnh nhân bị gãy cổ xương đùi bằng phẫu thuật thay khớp háng, bán phần và toàn phần. Gia đình đã quyết định đưa ông ra Bệnh viện 4 để điều trị. Kết quả sau gần một tiếng đồng hồ, ca mổ đã thành công tốt đẹp. Đối với kỹ thuật thay khớp háng thì hiện nay mà nói là đối với những trường hợp tổn thương khớp háng như thoái hóa rồi như gãy cổ xương đùi ở người mà những cái thể gãy cụ thể trường hợp này những cái thể gãy mà di lệch lớn không có khả năng bảo tồn thì kỹ thuật thay khớp này là đảm bảo là thay khớp xong thì sau 3 đến 5 ngày bệnh nhân tập đi lại được và sau đó thì tập đi. Chứ còn những trường hợp này nếu không thay thì bệnh nhân không liền xương thì trở thành người tàn phế. Hiện nay, bệnh viện đã có hệ thống máy móc, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại vào loại bậc nhất trong khu vực như máy chụp cộng hưởng từ, máy chụp CT scanner 128 lớp, máy siêu âm màu 4 chiều, máy nội soi tiêu hóa đa năng, nội soi tai mũi họng, nội soi rửa khí phế quản, nội soi khớp, máy tán sỏi niệu quản ngược dòng, máy xét nghiệm tế bào, chẩn đoán ung bướu, máy Doppler xuyên sọ. Với các trang thiết bị và đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên có tay nghề, bệnh viện đã thực hiện tất cả các kỹ thuật chuyên môn theo phân cấp tuyến cuối quân khu, tuyến tỉnh và chuyển giao được nhiều kỹ thuật tuyến trung ương vào việc khám, điều trị người bệnh. Có thể nói trong những năm vừa qua thì Bệnh viện 4 đã có những cái bước nhảy vọt về cái phát triển khoa học kỹ thuật, điển hình là ứng dụng các cái công nghệ khoa học kỹ thuật mới. Ví dụ như là cắt ruột thừa, cắt u năng buồng trứng, cắt túi mật, mổ tán sỏi ngoài cơ thể, cắt tuyến tiền liệt, cắt u bằng quang và vân vân. Với nội khoa thì có các cái kỹ thuật khác như là hoàn tất huyết áp, những các cái máy xét nghiệm công nghệ cao. Bên cạnh lâm sàng thì có cái các cái máy X quang kỹ thuật cao. Một trong những giải pháp thành công của Bệnh viện 4 khi áp dụng kỹ thuật cao trong điều trị đó là chuẩn bị sớm nhân lực cùng với lộ trình đầu tư cơ sở vật chất. Cùng với đó là tăng cường liên kết với các bệnh viện tuyến trên để chuyển giao khoa học kỹ thuật. Cái đầu tư về cho cái nguồn lực con người là cử các cái kíp liên tục đi học ở các cái bệnh viện tuyến trung ương, các cái trường, nhà trường, học viện. Thì cái này là bệnh viện luôn luôn hiện nay là cái đội ngũ cán bộ nhân viên đang đi học là có thể lên tới 20-25 người ở các cái nhà trường và các bệnh viện tuyến A. Và bên cạnh đó thì chúng tôi luôn luôn là có cái mối giao lưu quan hệ rất tốt với các bệnh viện tuyến trung ương để là các thầy rồi các đồng nghiệp là trực tiếp về bệnh viện để chuyển giao. Thì chính vì thế mà chúng tôi rút ngắn được cái thời gian chuyển giao các cái kỹ thuật mới cho bệnh viện. Năm 2013, bệnh viện thu dung khám cho trên 53.000 lượt người, nhận vào điều trị gần 14.500 lượt bệnh nhân, phẫu thuật cho gần 2.500 ca. Trong đó, đại phẫu chiếm gần 70%. Năm 2014 này, bệnh viện tiếp tục đưa một số kỹ thuật cao vào áp dụng như các phẫu thuật về cột sống, triển khai thực hiện kỹ thuật can thiệp mạch và nhiều kỹ thuật cao khác. Với sự phát triển ấy, bệnh viện phấn đấu làm tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh cho các đối tượng là quân nhân thuộc địa bàn 6 tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và nhân dân 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.